Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin sùng bái Nguyễn Phú Trọng là điều xấu cho Đảng, cho đất nước. Mặc dù là lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Cố Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, nhưng việc Đảng Cộng sản Việt Nam tôn sùng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như hiện nay là điều rất xấu cho đất nước. Một nhà quan sát chính trị từ trong nước đã nhận định như vậy. Nhà quan sát này cũng cho rằng cần phải có khảo sát khoa học khách quan mới biết chính xác lòng dân nghĩ gì về ông Nguyễn Phú Trọng và chỉ trích ông Trọng là bảo thủ kìm hãm sự phát triển của đất nước và rằng ông tham nhũng quyền lực. Niềm tin yêu của nhân dân. Trong một hành động hiếm hoi dành cho một tổng bí thư đương chức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh cuốn sách thứ hai viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Sự thật xuất bản. Cuốn sách dày tới 620 trang có tựa đề là Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tờ Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho ra mắt trong buổi lễ long trọng hôm 18 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời giới thiệu của Báo Nhân dân thì cuốn sách này mang đến nhiều thông tin, tư liệu quý, chân thực với những góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm chân quý dành cho Tổng Bí thư mà cũng là niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đảng, nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là cuốn sách thứ hai ca ngợi ông Trọng chưa đầy 3 năm sau khi cuốn thứ nhất có tựa đề là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng được xuất bản vào hồi tháng 6 năm 2019. Cuốn sách được cho là tổng hợp các bài viết trên các trang mạng xã hội, báo điện tử của những người bình dân bình thường, không phải là các viết chuyên nghiệp, trình bày và bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng biên tập Báo Nhân dân ông Lê Quốc Minh, đồng thời là Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã dẫn lời nói tại lễ ra mắt cuốn sách này. Ông Minh cũng nhân đó ca ngợi ông Trọng là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, chỉ biết hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho dân, cho nước, mà không hề màng quyền lực, bổng lộc, vun vén cá nhân hay gia đình. Các tổng bí thư khác như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh cũng từng được bóng máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản ra sách ca ngợi, nhưng sách được xuất bản sau khi các vị này không còn nắm quyền nữa. Chẳng hạn như bộ sách Nông Đức Mạnh tuyển tập được in vào năm 2018, 7 năm sau khi ông Mạnh rời ghế Tổng Bí thư, còn Lê Khả Phiêu tuyển tập thì ra mắt vào năm 2015, 14 năm sau khi ông này bị mất chức lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nông Đức Mạnh tuyển tập gồm 4 tập do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Nhưng hai cuốn sách đồ sộ trên dành cho ông Trọng vẫn chưa hết. Hội đồng lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng sắp sửa cho ra mắt vào tháng 2 năm 2022 cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dày tới 460 trang do chính tay ông Trọng viết. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì buổi lễ ra mắt cuốn Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam còn được trao giải đặc biệt về thông tin đối ngoại vì đã tuyên truyền bài viết của ông Trọng về chủ nghĩa xã hội đến với thế giới. Trên các phương tiện thông tin đại chúng do Đảng nắm giữ, những lời phát biểu của ông Trọng được trích dẫn dày đặc. Thậm chí có nhiều lần được các vị lãnh đạo khác như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn lại trước công chúng như là khuôn vàng thước ngọc vậy. Những thành tích của đất nước được cho là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bản thân ông Trọng cũng nhiều lần ca ngợi là đất nước dưới sự lãnh đạo của ông chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Để so sánh, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dành những hành động tôn sùng hiếm thấy đối với Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khi đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ của Đảng và ra nghị quyết lịch sử thứ 3 của Đảng để tôn vinh ông Tập là nòng cốt của Đảng và tư tưởng của ông là bản sắc văn hóa và tinh thần của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Tập Cận Bình lâu nay được xem là lãnh đạo hạt nhân mà Đảng Cộng sản Trung Quốc xoay quanh muốn được ca tụng. Cũng trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Hà Nội, nhà quan sát chính trị, đồng thời là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang Nga cho rằng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nào làm lãnh đạo cũng muốn được ca ngợi cả. Vấn đề là đội ngũ cận thần có ca ngợi hay không mà thôi, ông nói. Nhận định về hai cuốn sách ca ngợi ông Trọng, ông A nói rằng họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đấy là nhân dân. Nếu có thăm dò dư luận nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người ở khắp đất nước không nêu danh tính, thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác. Ông khẳng định và nói ông phỏng đoán có đến 99,9% người dân Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Ông nói tiếp, tôi đi trên xe bus, tôi đi gặp những người trẻ hay đi ăn ở đâu đó đến những nơi đông người. Tôi nghe người ta nói những lời không hay về ông ấy rất nhiều. Ông A giải thích theo phỏng đoán của mình. Bên cạnh việc in sách, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng có kế hoạch ra phiên bản điện tử của cuốn sách của ông Trọng để mọi người có thể đọc miễn phí trên mạng. Song song, đó cũng là đề xuất dịch sách sang tiếng Anh để giới thiệu đến quốc tế theo tường thuật của báo Nhân dân. Đây là hình ảnh báo Quân đội Nhân dân giới thiệu hai cuốn sách Toàn Đảng, Toàn Dân, Chung Sức, Đồng Lòng, Xây Dựng Đất Nước Ta Ngày Càng Phồn Vinh, Hạnh Phúc và Đoàn Kết, Vững Tin Đưa Đất Nước Bước Vào Giai Đoạn Mới của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Ông A cũng cho rằng tệ sùng bái tánh tụ không có gì lạ ở đất nước Cộng sản, vì lãnh đạo độc tài thì luôn muốn được sùng bái. Nhưng điều này rất xấu cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam và cho đất nước. Rồi vấn đề tham nhũng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhận định với đương kim Tổng Bí Thư, ông A cho rằng còn tệ hơn các vị tiền nhiệm vì bảo thủ kìm hãm sự phát triển của đất nước. Ông ấy rất trung thành với tư tưởng Marx Lenin và đã tham gia soạn thảo cương lĩnh phát triển đất nước vào năm 1991. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng phản bác lập luận của ông Trọng cho rằng nhờ sự lãnh đạo của ông mà Việt Nam có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đúng là Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay nếu so với 40 năm trước, ông nói. Nhưng nếu không có những ông ấy, Việt Nam bây giờ sẽ không kém gì Hàn Quốc hay Đài Loan cả. Chính sách của Đảng đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lụn bại, làm cho người dân thực sự đau khổ, ông lập luận. Cái gọi là đổi mới từ năm 86 cho đến nay chẳng có công gì cả, mà chỉ trao lại một phần quyền tự do kinh tế cho người dân. Toàn bộ tính tăng trưởng là do người dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tạo ra, ông A khẳng định. Đây là hình ảnh bên trong ngôi nhà dát vàng của ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Hồ Tây, Hà Nội. Nhà bất đồng chính kiến này cũng không cho rằng ông Trọng là người trong sạch vì, theo ông Trọng tỏ ra vô cùng liêm khiết, đạo đức nhưng làm một cách giữ ghế của mình. Tham nhũng quyền lực, tham nhũng danh vọng còn kinh khủng hơn tham nhũng tiền bạc rất nhiều, ông A nói và chỉ trích ông Trọng đã bất chấp tuổi tác, bất chấp sức khỏe và bất chấp luôn điều lệ của Đảng để giữ ghế Tổng Bí Thư thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông Trọng là Tổng Bí Thư đầu tiên nắm quyền nhiều hơn hai nhiệm kỳ kể từ thời Cố Bí Thư thứ nhất Lê Duẩn, vượt qua những người tiền nhiệm khác như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Mặc dù nhìn nhận ông Trọng là vị Tổng Bí Thư quyền lực nhất sau nhiều đời Tổng Bí Thư, ông A chỉ ra việc ông Trọng không thể ngăn ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai đối thủ chính trị một thời của ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Để cho thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng không hoàn toàn kiểm soát hết mọi thứ trong Đảng. Ông Quang A cũng cho rằng cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có muốn theo bước ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo hạt nhân của Đảng, nhưng tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại có thể không thấy rõ ràng là có ai là đối thủ của ông Trọng trong Đảng như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng có những người có thể là đối thủ thật sự của ông Trọng, nhưng bây giờ dưới quyền của ông Trọng thì gió chiều nào họ cũng phải theo chiều ấy và tâng bốc ông Trọng hết lời. Cũng theo lời của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga chia sẻ. Kính mời các bạn xem bản tin Đụng đến công an thì dân luôn sai.
mấy hôm nay trên các trang mạng thông tin xã hội lan truyền một video clip cho thấy một người công an Việt Nam mặc sắc phục đôi co với người dân hôm mùng 1 Tết dẫn đến xung đột và kết quả là người dân bị công an bắt đi. Đến mùng 5 Tết, báo chí nhà nước loan tin người dân có tên là Liêu Phát Hùng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ và người công an tên là Trần Văn Phồn, cán bộ công an phường Cầu Ông Lãnh lúc đó đang đi tuần tra địa bàn. Đây là hình ảnh viên công an tên là Phồn đang uống bia tại quán, tuy nhiên sau khi xảy ra xô xát lại trở thành công an đang đi tuần. Trên trang mạng xã hội cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh viên công an đang ngồi ăn uống, nhậu tại quán. Đài tiếng nói FA gọi điện thoại về công an phường Cầu Ông Lãnh thì được biết số máy này bị chặn theo yêu cầu của chủ máy. Nội dung được đưa ra như sau. Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý khách. Số điện thoại quý khách sử dụng hiện đang tạm khóa theo yêu cầu của chủ máy. Ngay khi video clip được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người dự đoán anh thanh niên sẽ bị bắt, thậm chí bị tù vì tội dám phản ứng lại công an. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ, một Facebook chia sẻ cảm nghĩ của mình với đài FA vào sáng ngày 7 tháng 2 như sau. Ngay từ mùng 1 Tết đã có nhiều người dự đoán là hai mẹ con trong clip sẽ bị khởi tố. Đúng y chang, 5 ngày sau họ bị khởi tố. Đảng duy trì một lực lượng công an bao che cho cấp dưới để công an lộng hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, khi theo dõi sự việc trên clip thì rõ ràng anh công an đó có những phát ngôn và hành động không đúng chuẩn mực. Nhưng công an quận 1 lại bao che gây bức xúc trong nhân dân. Chưa nói đến chuyện anh công an đó đúng hay sai, nhưng rõ ràng là công an quận 1 dựng lên câu chuyện anh này đi tuần tra mà rõ ràng anh công an tên là Phồn này uống bia tại quán trước đó. Đó là sự bất bình đẳng tồn tại trên đất nước Việt Nam này. Họ luôn tô vẽ hình ảnh công an trong sạch, vững mạnh, cho dù sai cũng không chấp nhận thua. Họ quyết ăn thua đủ với nhân dân, đấy là mị dân. Anh Hoàng, một người dân ở Hà Nội thì nhận định như sau. Tôi thấy từ trước đến nay, tất cả những vụ có dính dáng đến công an là bị họ bao biện hết. Công an có sai lè ra, họ vẫn bênh vực lẫn nhau, không bao giờ nhận sai. Nếu thấy lố quá thì họ lái qua một hướng khác, chứ không bao giờ nhận lỗi cả. Đặc biệt như thế, tôi thấy nó bất công. Chuyện công an bị tố đánh dân tới chết rồi vu cho tự tử hay vì lý do sức khỏe từng xảy ra rất nhiều lần tại Việt Nam. Đây là hình ảnh xô xát giữa Liêu Phát Hùng và công an tên là Phồn xảy ra tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, cuối năm 2021, một người đàn ông lớn tuổi ở ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong sau khi đưa về đồn công an. Phía chính quyền cho biết người này chết do bị đột quỵ, nhưng gia đình khẳng định là do bị đánh. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Hạ Đoài, tỉnh Lâm Đồng đã bị công an đánh đến chết. Theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến sự việc này cho biết. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã. Còn chuyện công an đánh dân rồi ngụy biện là gạt tay trúng má đã từng xảy ra từ năm 2016. Gần đây, hơn là cuối tháng 11 năm 2021, một người mẹ đăng tải trên trang mạng xã hội đoạn video, trong đó bà tố cáo công an phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đánh đập con gái bà dã man sau khi trình báo tội phạm. Hầu hết các trường hợp lỗi đều thuộc về người dân. Đó cũng là nhận định của anh Thiện, một người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi xem clip liên quan vụ anh Liêu Phát Hùng, nói rằng: "Tôi thấy trong clip người công an đó đã say và mất kiểm soát rồi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là người công an mặc sắc phục mà nhậu say sưa như thế là sai theo điều lệ của công an." Đây là hình ảnh xem đoạn video clip thấy viên công an say rượu nên dù tấn công người thanh niên nhưng vẫn bị anh thanh niên quật ngã dễ dàng. Sau đó lại gây chuyện với người dân, áp đảo người dân kiểu như: "Tao là công an, mày làm gì được tao?" Thì anh công an sắp tới đẩy anh kia thì anh kia phòng vệ. Qua việc đó tôi thấy nếu ở một đất nước pháp trị thì người sai đầu tiên là anh công an. Còn đây họ bao che và xảo biện là anh công an đang đi làm nhiệm vụ. Công an vi phạm hay thậm chí đánh người thì vẫn được bao che kiểu như gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao, không biết bao nhiêu vụ rồi.
không vụ nào giống vụ nào, nhưng có một điểm chung là người dân luôn chịu thiệt thòi về mặt công lý. Công an là lá chắn và thanh kiếm để bảo vệ chế độ, nên ngành công an luôn được ưu tiên về mọi mặt, cứ đụng tới công an là dân luôn sai. Người dân sống thượng tôn pháp luật, ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng người sai lại được bao che, người dân không sai lại bị xử ép. Người ta nói công lý ở Việt Nam là diễn viên hài là như vậy. Công an Việt Nam được coi là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn ý thức còn Đảng, còn mình. Khẩu hiệu còn Đảng, còn mình là một nguyên tắc lớn trong đạo lý cách mạng của ngành công an Việt Nam. Đây là những tuyên truyền của Đảng Cộng sản hàng ngày đưa ra. Đây là hình ảnh khẩu hiệu công an chỉ biết còn Đảng, còn mình được treo giữa thủ đô Hà Nội. Trong bất cứ cuộc chiến nào có mặt lực lượng công an, kể cả cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đòi hỏi toàn bộ các ngành, các cấp tham gia, thì ngành công an vẫn nhận được nhiều bằng khen nhất, cũng như kinh phí được ưu tiên hàng đầu. Hôm 11 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng một loạt quyết định tặng bằng khen cho những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, có đến 31 trên tổng số 34 tổ chức được khen thưởng thuộc ngành công an. 23 trên 33 cá nhân được khen thưởng cũng lại là công an. Cơ quan điều tra quân sự quân khu 5 đã khởi tố tạm giam 3 quân nhân để điều tra về vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai. Và trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng có thông báo báo chí thông tin về chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong sau khi tắm và tự te ngã vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Lại một trường hợp dân bị tử vong. Theo một cán bộ công tác tại cơ quan điều tra hình sự khu vực 5, quân khu 5, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi ngờ không phải do tự té ngã gây chấn thương. Qua giám định pháp y và quá trình điều tra thì xác định có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin rằng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết thương bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát đánh nhau. Đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên đang khỏe mạnh, tự nhiên tự ngã dẫn đến tử vong. Binh nhất Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, dự kiến còn khoảng một tháng nữa thì ra quân. Tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, tỉnh Gia Lai. Trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt vào ngày 2 tháng 12, chị Trần Thị Tuyền, chị họ của Nguyễn Văn Thiên nói như sau. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Em Thiên còn gọi điện thoại nói chuyện với người yêu, trước đó gọi cho mẹ bình thường. Vài ngày nữa con nghỉ phép rồi về, rồi lên lại làm thủ tục ra quân, nhưng chưa kịp làm thì xảy ra chuyện rồi. Tối hôm đó em đi nhậu, bị đánh nhưng tại gia đình không có thân nhân chứng, bằng chứng nên không làm gì được hết. Truyền thông trong nước vào ngày 1 tháng 12 trích dẫn lời đại tá Lê Tuấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết như sau. Trên mạng lan truyền rất nhanh với nội dung sai lệch méo mó. Thực tế quân nhân trung đoàn BB991 không có ai đưa hình ảnh anh Nguyễn Văn Thiên lên mạng, trong khi vụ việc đã rất rõ ràng, không có gì phải che giấu, khuất tất. Qua kết quả xác nghiệm tử thi, tôi khẳng định vết bầm là do té ngã. Vết mổ là do khám nghiệm tử thi, không phải do bị đánh. Giữa đồng chí Thiên và đồng đội không có mâu thuẫn với nhau. Các nội dung trong thông cáo báo chí là đúng sự thật, ông Hiền nói thêm. Và cứ như thế, những cái chết bí ẩn của người dân Việt Nam luôn bị nhà cầm quyền che lấp.